Happy birthday. Cho quay phim nào. Quay 6 phút vẫn như thế này. Đi ba lê thế nào Quỳnh Anh? Quỳnh ơi, mẹ Su sắp đẻ chưa? Rồi. Quỳnh Anh ơi. Lại Quỳnh ơi, mẹ Su sắp đẻ chưa? Rồi ạ à, chứ. Mẹ Su ở đâu? Mẹ Su mấy tuần nữa đây. Em bé Su sắp có em giống con đấy. Su có em đi. Không biết em của Su là gì, mai con hỏi nhá. Mai con hỏi Su ơi, em bé của ấy tên là gì nhá. Anh thì đâu đã đi học chưa con? Đi đâu đã đi học chưa? Rồi ra soi gương đấy ạ. À. Úi trời ơi. Chị ra chị biết gương đấy. Thì nó đang làm cái điện múa ở trường học. Con múa lại kiểu đấy mẹ xem nào. Trông đi cứ khuỳnh cái rửa hơi. Quý anh, con múa lại cái điệu tay này nha mẹ xem. Ha ha.